Pha lê tát nước theo mưa, cổ vũ Trang Trần đánh nghệ sĩ Xuân Hương. Trong cuộc nói chuyện của Trang Trần với Pha lê, cả hai dùng rất nhiều từ ngữ thậm tệ để nói về nghệ sĩ Xuân Hương. Mới đây, trên mạng xã hội, Trang Trần đã đăng status và cả đoạn clip mắng chửi nghệ sĩ Xuân Hương bằng những ngôn từ thô tục trên livestream. Nguyên nhân là vì khi cô đang livestream trên Facebook cá nhân của mình, có tài khoản Lê Xuân Hương, được cho là của nghệ sĩ Xuân Hương vào bình đẳng, vô văn hóa. Điều này đã khiến cô cảm thấy tức giận và không ngừng ngại đăng đàn, mắng chửi nghệ sĩ Xuân Hương bằng những ngôn từ chợ búa dù bà đã lớn tuổi. Bên cạnh đó, Trang Trần cũng đã bức xúc và cho rằng nghệ sĩ Xuân Hương thường xuyên gây hấn, bình luận về những nghệ sĩ trẻ dù chẳng ai động đến bà. Lời của Trang Trần làm cư dân mạng nhớ đến thời gian gần đây nhất, nghệ sĩ Xuân Hương có lên tiếng chỉ trích Pha Lê, người em thân thiết của Trang Trần về cách ăn nói ứng xử. Cô còn cho rằng nghệ sĩ Xuân Hương nên bớt dạy đời đàn em và dùng những từ ngữ nặng nề để chửi bới bà. Sau khi xúc phạm nghệ sĩ Xuân Hương, Trang Trần cũng đã gọi điện cho Pha Lê để kể câu chuyện vừa xảy ra. Cụ người mẫu cho rằng Pha Lê sợ va chạm, chứ cô thì không. Ngay khi nghe Trang Trần tường thuật câu chuyện, Pha Lê thốt lên: "Ôi thôi chết, bà Lê Xuân Hương này bị điên rồi." Chưa dừng lại ở đó, Pha Lê thậm chí còn kích động Trang Trần làm tổn hại đối phương bằng những từ ngữ kém văn hóa, có ý nghĩa thô tục và gọi nghệ sĩ Xuân Hương là nó, dù cô thấp tuổi hơn. Thậm chí nữ ca sĩ Pha Lê còn hào hứng nói với đàn chị: "Bao giờ bà đi đánh bà ấy, bà gọi tôi đi cổ vũ nhé." Hay: "Chị cho lên sóng đi, để em vào comment cho có chuyện nào." Trong khi diễn biến câu chuyện khá căng thẳng, nghệ sĩ Xuân Hương lại lên tiếng khẳng định mình không hề comment trong livestream của Trang Trần và cũng không hề biết tài khoản của người mẫu. Nghệ sĩ Xuân Hương cũng tuyên bố nếu cần thiết, Trang Trần hãy báo công an để làm rõ những hiểu lầm không đáng có này. Hoàng Anh tiết lộ lý do vợ bầu mà cứ lo đi buôn bán, nghe xong ai cũng thương. Biết được suy nghĩ này của Hoàng Anh, ai cũng phải ghen tị với Quỳnh Như vì có một người chồng quá tốt. Từ sau khi cưới vợ Việt Kiều, nam diễn viên Hoàng Anh bắt đầu tập tành kinh doanh. Ngoài lúc đi diễn phim, Hoàng Anh thường bận rộn gói ghém đồ đạc, thậm chí trực tiếp mang đồ ship cho khách. Rất nhiều người thắc mắc tại sao nam diễn viên phải bận rộn buôn bán như vậy, trong khi các xê diễn viên chắc đủ tiêu xài. Đặc biệt trong khi đó bà xã Hoàng Anh còn đang bầu bì, cần chồng bên cạnh. Cưới nhau được một thời gian, nhưng do tính chất công việc, Hoàng Anh bận diễn và vợ làm việc tại Mỹ, nên cả hai đã phải xa nhau. Thỉnh thoảng sắp xếp được công việc, nam diễn viên mới có thể sang thăm vợ. Thường xuyên đi lại giữa Mỹ và Việt Nam, nên Hoàng Anh muốn kiếm thêm thu nhập bằng cách kinh doanh hàng xách tay. Nhưng cũng chính vì mới thử sức lần đầu trong lĩnh vực mới nên anh gặp khá nhiều khó khăn như việc khách bùng hàng, mọi người chê dịch vụ. Đặc biệt, lý do đang làm diễn viên ổn định bỗng dưng kinh doanh online của Hoàng Anh khiến nhiều người thắc mắc. Nói về điều này, nam diễn viên cũng từng chia sẻ trên Facebook cá nhân, có lẽ làm diễn viên vẫn khó để anh có thể trang trải cuộc sống ở bên Mỹ cùng mẹ. Do đó, kinh doanh là biện pháp tốt nhất. Mọi thứ Hoàng Anh lo bây giờ để có tương lai ổn định cho vợ, bà xã Hoàng Anh sẽ không phải đi làm cực nhọc mà thay vào đó ở nhà chăm chồng buôn bán là nhàn nhã nhất. Sợ vất vả và đi làm bên Mỹ mà không có mình bên cạnh, Hoàng Anh buôn bán để khi nào ổn định sẽ giao công việc cho vợ, bà xã Quỳnh Như chỉ việc ở nhà làm việc mà thôi. Hoàng Anh quả thật là người chồng trong mơ của các cô gái. Đang bầu bì, bà xã Hoàng Anh vẫn phải cùng chồng đi nhập hàng về bán. Nhưng cực khổ bây giờ, tương lai của cô sẽ ổn định hơn rất nhiều. Hương Giang Idol, cậu bé lập dị và hành trình chuyển giới đầy đớn đau. Phải trải qua rất nhiều buồn tủi, đau đớn, Hương Giang mới trở thành một cô gái xinh đẹp và bản lĩnh như bây giờ. Tôi phải giải phẫu để được sinh ra một lần nữa, để được là chính mình. Ngày 29 tháng 12, 1991, Hương Giang ra đời dưới hình hài một đứa bé trai, như đúng nguyện ước của bố mẹ, chứ không phải là một công chúa như lời bác sĩ dự đoán. Cô sinh ra trong một gia đình bình thường ở Hà Nội, bố cô làm nghề thiết kế những tấm pano quảng cáo, còn mẹ cô là người phụ nữ hiền lành, cả ngày chỉ quẩn quanh với bếp núc. Trước Hương Giang, bố mẹ cô có một người con gái, vậy nên khi cấn thai, cả gia đình đã rất mong đó là một bé trai, để đủ nếp đủ tẻ. Thế nhưng, khi đi khám, các bác sĩ dự đoán cô là một bé gái nên bố mẹ cô đã chuẩn bị sẵn cái tên Hồng Hoa để đặt. Và rồi Hương Giang lọt lòng như đúng nguyện ước đó và được bố mẹ đặt cho cái tên Nguyễn Ngọc Hiếu.
Hương Giang kể, ngay từ khi chào đời, Hương Giang đã là niềm tự hào, nhận được sự cưng chiều nhất mực của gia đình cũng bởi hình hài con trai đó. Có một kỷ niệm về sự thiên vị của bố dành cho Hương Giang đến từ bây giờ cô vẫn còn nhớ. Đó là khi còn nhỏ, cô hay đánh dầm vào ban đêm, khiến cả nhà chăm sóc rất cực. Nhưng bố cô không la mắng mà cười và gọi đó là niềm tự hào của bố. Thế nhưng, có một điều gì đó đặc biệt diễn ra trong cơ thể cậu bé nghịch ngợm. Hay phá phách, bắt nạt chị, nhưng lại luôn chạy về nhà mách mẹ mỗi khi bị các bạn trêu chọc đó. Không giống như những bé trai bình thường khác, ngay từ khi còn rất nhỏ, Hương Giang đã nghĩ rằng mình là một cô gái thật sự. Thay vì được vô tư chơi đùa như bao bạn bè ấu thơ khác, thì Hương Giang phải đối mặt với sự phát triển tâm lý khác biệt trong con người mình. Với một đứa con gái bình thường, mọi thứ thật đơn giản, nhưng với Hương Giang thì đó là cả một sự đấu tranh gian khổ. Từ ngày bé, cô luôn phải đấu tranh chỉ để làm điều mình muốn. Từ mái tóc dài, chiếc áo dài hay thói quen thích trang điểm và quyết tâm đi theo con đường thanh nhạc với hình ảnh một nữ ca sĩ. Trong mắt mọi người, Hương Giang Idol là một cậu bé lập dị. Bố mẹ cô cũng cảm thấy khó chịu khi con trai mặc quần áo như con gái. Còn Hương Giang luôn phải cố nuốt những giọt nước mắt hoang mang, buồn tủi vào trong vì phải sống trong một thân thể không phải mình, vừa không được yêu người mà mình khao khát, vừa phải đối mặt với những rèm pha, chê bai của mọi người. Họ gọi cô là BD, coi cô như một thứ buồn cười của tạo hóa. Nhiều đêm tôi đã khóc hết nước mắt vì tủi nhục và sự dè bỉu của mọi người, Hương Giang kể trong cuốn tự truyện của mình. Và cũng từ chính những đau khổ dằn vặt đó mà Hương Giang nuôi trong mình ước mơ được chuyển giới để sinh ra một lần nữa được sống với con người thật của chính mình. Hành trình chuyển giới đau đớn đầy hạnh phúc. Trong sự, để có tiền thực hiện ước mơ làm con gái, Hương Giang đã chọn cách làm bạn với nhiều đại gia kỳ lạ. Họ thích giả gái, dù bản thân là yêu phụ nữ. Họ thích vuốt tóc Hương Giang, thích ngắm cô và dành cho cô những cử chỉ thân thiết đặc biệt. Đồng thời, Hương Giang cũng nỗ lực chạy show ca hát không ngừng nghỉ để có thêm tiền nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình. Sau đó, Hương Giang sang Thái Lan để phẫu thuật chuyển giới. Khoảng thời gian một tháng ở đất nước chùa thực sự là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời Hương Giang. Vừa mới bước chân sang Thái được vài tiếng, cô đã được bác sĩ đề nghị lên bàn mổ luôn sau vài tiếng vì số tiền mình có không đủ để lưu trú lại Thái Lan quá nhiều ngày. Hương Giang từng tâm sự, trước khi lên bàn mổ, trong đầu cô luôn xuất hiện quá nhiều nỗi sợ hãi, thậm chí đã nghĩ đến cả những điều rủi ro nhất khi nhìn thấy những bệnh nhân khác đau đớn khi rời phòng phẫu thuật. Thế nhưng, trải qua cuộc phẫu thuật đau đớn thân xác, khi tỉnh lại, dù cơ thể vẫn quấn băng kín mít, nhưng Hương Giang đã cảm thấy một niềm hạnh phúc đang lan tỏa khắp cơ thể mình. Chỉ một chút nữa thôi, Hương Giang sẽ được là một cô gái thật sự, được thoải mái mặc những chiếc váy mình yêu thích, được thoải mái yêu người đàn ông mà mình luôn khao khát. Nhưng cái một chút nữa thôi đó là gần một tháng trời hậu phẫu đầy đau đớn. Hương Giang nhớ lại, đó là những tháng ngày của cháo loãng và thuốc giảm đau. Cô đau đến mức không ngủ nổi vì không thể nằm thẳng mà phải gác chân lên chứ không quay được nhiều hướng. Cô sụt đến 13 cân sau những ngày nằm viện. Đó cũng là khoảng thời gian tâm lý của cô bị xáo trộn khủng khiếp. Hương Giang kể, những ngày nằm yên một chỗ, cô nghĩ ngợi lung tung về những thứ đã qua, những nỗi sợ hãi và cả con đường mơ hồ trước mắt mình. Thậm chí có những lúc cô muốn tự tử dù chẳng có lý do gì cả. Thế rồi, khi vết mổ chưa lành hẳn, cô đã phải lên đường về nước vì số tiền mang theo người đã hết sạch. Ngày nhìn thấy con gái phẫu thuật trở về nhà, mẹ Hương Giang khóc rất nhiều. Bà khóc vì thương con, trong giây phút con được sinh ra một lần nữa, bà không ở bên cạnh. Khóc cả vì những xót xa và cả niềm hạnh phúc khi con gái của mình từ nay đã được sống với đúng giới tính thật. Và bà chính là người chăm sóc Hương Giang sau khi cô từ Thái trở về. Và cũng kể từ đó, cô gần như bắt đầu một cuộc đời mới, cuộc đời của một cô gái tên Hương Giang. Khi nhắc lại những chuyện đã qua, người ta luôn thấy Hương Giang kể lại một cách rất nhẹ nhàng, như thể cô chưa từng tủi nhục và đau đớn đến vậy. Có vẻ như cái hạnh phúc khi được trở thành một cô gái thật sự đã có sức mạnh xóa nhòa mọi đau đớn, mọi tổn thương mà cô từng trải qua. Và khi được làm lại chính mình, được xinh đẹp trong diện mạo một cô gái thật sự, Hương Giang đã tỏa sáng. Nhiều người gọi Hương Giang là ca sĩ chuyển giới đẹp nhất Việt Nam, và có lẽ ngoài việc đem đến những tác phẩm âm nhạc tới khán giả, Hương Giang còn là người đã truyền cảm hứng tới những người mang thân phận giống như cô, để họ bớt mặc cảm hơn và dũng cảm hơn trong hành trình đi tìm con người thật sự của chính mình. Nhã Phương đau khổ trải lòng về mối tình đậm sâu 6 năm trong quá khứ.
Không phải Trường Giang, trong chương trình Lần đầu tôi kể, khán giả bất ngờ khi Nhã Phương chia sẻ câu chuyện tình đau khổ 6 năm. Chuyện tình cảm của Nhã Phương và Trường Giang vốn đã quen thuộc với khán giả Việt vì sự xuất hiện dày đặc của cặp đôi trên các phương tiện thông tin. Tuy nhiên, trong chương trình Lần đầu tôi kể, Nhã Phương đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi lần đầu trải lòng về mối tình đậm sâu từng có trong quá khứ. Đó là người đến trước và có thời gian ở bên Nhã Phương sâu sắc hơn nhiều so với Trường Giang. Nữ diễn viên chia sẻ, thời điểm ghi hình bộ phim Gia đình số đỏ, Nhã Phương đã gặp và cảm mến người bạn trai cũ của mình. Anh chính là một thành viên trong ekip đoàn làm phim. Anh ấy chính là người cho tôi biết thế nào là yêu. Cô thừa nhận, chỉ khi bước vào mối quan hệ tình cảm với người này, tình yêu mới chính thức gõ cửa trái tim nữ diễn viên tuổi thanh xuân. Trước đó, Nhã Phương từng có những mối tình học trò ngây thơ trong sáng. Tuy nhiên, cô hiểu, tình yêu đúng nghĩa có lẽ thời điểm đó mới bắt đầu. Mối tình đẹp như mơ kéo dài 6 năm tưởng đã cho Nhã Phương và bạn trai một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng cô thừa nhận, chuyện duyên số là điều con người không thể biết trước. Cái gì đến thì bản thân Nhã Phương sẽ vui vẻ đón nhận. Chuyện tình với bạn trai cũ khiến Nhã Phương khóc nhiều tới mức cô phải tự đánh chính mình và nhắc nhở, không được khóc, mày không được khóc. Nhã Phương tâm sự, phải mất một thời gian dài loay hoay trong những ký ức buồn, Nhã Phương mới đủ sức vượt qua. Nhã Phương cho biết từng có ý định đính hôn với một người cũng làm nghệ thuật trước khi đến với Trường Giang. Tham gia một cuộc phỏng vấn ngày 8 tháng 3, Nhã Phương đã trả lời một cách cởi mở tất cả các câu hỏi của người hâm mộ, đặc biệt là chuyện tình cảm. Nhã Phương không hề né tránh câu hỏi nào liên quan đến chuyện tình cảm trong quá khứ và với bạn trai hiện tại, nghệ sĩ Trường Giang. Khi được hỏi vì sao lại yêu Trường Giang, Nhã Phương nói hai người có nhiều điểm giống nhau như cả hai cùng đi lên từ khó khăn, đều gánh vác việc gia đình. Từ những đồng cảm đó, cô cảm thấy thân quen, nói chuyện chia sẻ nhiều nên đã nảy sinh tình cảm. Nhã Phương cũng chia sẻ Trường Giang là người làm quen trước. Lúc mới quen, Nhã Phương khá sợ Trường Giang vì anh thường trêu ghẹo cô. Gần đây nhất, có một kỷ niệm mà cô nhớ nhất là khi cô vừa đi diễn ở xa về, Trường Giang đã tự tay làm món cô yêu thích và bị thương, khiến Nhã Phương rất thương. Nhã Phương cũng dành lời khen cho tài năng nấu nướng của Trường Giang. Khi được hỏi nhận xét của ba mẹ Nhã Phương về Trường Giang, nữ diễn viên tuổi thanh xuân cho biết bố mẹ chị rất quý, thứ nhất vì anh là đồng hương, đều là người Quảng Nam. Gia đình cũng không cấm cản chuyện tình yêu của Nhã Phương và Trường Giang, ba và chị gái Trường Giang cũng rất thương Nhã Phương. Bên cạnh đó, Nhã Phương cũng khẳng định rằng cô rất tin bạn trai của mình và chính niềm tin đó đã giúp hai người vượt qua sóng gió. Bên cạnh những câu hỏi về hiện tại, một số khán giả có hỏi về quá khứ của Nhã Phương. Cô cho biết đã từng trải qua 3 mối tình, Trường Giang là mối tình thứ 3, mối tình đầu là thời học sinh, mối tình thứ 2 kéo dài 6 năm. Về tin đồn đã từng đính hôn, Nhã Phương thừa nhận đã từng có ý định tiến tới hôn nhân với người cũ bởi cô là người của gia đình, khi quen ai đều nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng duyên phận thì không thể nói trước và có sự thay đổi. Ngoài ra, khi nhận được câu hỏi về việc có phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi hay không, Nhã Phương cũng thẳng thắn thừa nhận.